Bạch sư, Đức Phật đã đản sanh ở Nam Thiện Bộ Châu chúng ta và đã nhập diệt. Giáo pháp của Thế Tôn vẫn còn tồn tại. Vậy các thế giới khác Đức Phật không đản sanh tại đó thì liệu có giáo pháp không? Có rất nhiều thế giới mà Đức Phật lại đản sanh ở thế giới chúng ta, phải chăng chúng ta rất có phước? Có phải sau này Đức Phật Di Lặc cũng sẽ đản sanh ở thế giới chúng ta? Xin thưa với quý vị là Đức Thế Tôn chỉ đản sanh ở cõi Nam Thiện Bộ Châu thì giáo pháp này chỉ tồn tại ở cõi Nam Thiện Bộ Châu. Nếu như giáo pháp có được thuyết giảng ở những nơi khác thì nó chỉ tồn tại ở những cái dạng mơ hồ, giống như là những mảnh vụn của giáo pháp, chứ nó không được xem là một hệ thống giáo lý hoàn chỉnh. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.